dâu đừng bà lẽ mà thu thì thu chứ bà lẽ là tôi giờ tôi chửi nó đâu có con mình đâu không nghĩ cái gì chửi nó mà chơi game đã bực mình mà chửi như một mình chơi game để chủ yếu là giải trí chơi mình nhanh hát thôi mà như để luyện tài thắng hay thua của tôi đâu quan trọng đâu để mình đất tài giờ nó mua kệ nó chứ mình lo mình